Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng đăng ký để cập nhật những video mới, chia sẻ kênh. Trong video hôm nay, chúng mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token AXC nhé. Đây là dự án Row 2 mọi nhé. Lần trước mình có chia sẻ mọi người Row 1 đúng không ạ? Thì hiện tại vẫn chưa phân phối token đâu. Thì hiện nay nó đã phân phối Row 2 rồi, thì mọi người sẽ làm link dưới phần mô tả cho mình nhé. Ok, thì cũng như thường lệ mọi người sẽ nhận được là 800 token AXC này. Bấm bắt đầu cho mình nhé. Rồi. Ở đây mọi người sẽ join vào kênh Twitter trước tiên này. Sau đấy là mọi người sẽ bấm vào cái retweet nó comment này, copy cho mình cái đoạn retweet này. Đấy, sau đấy là bấm Twitter mở lên. Ok, bấm theo dõi cho mình nhé. Sau đấy mà retweet lại bài đăng này. Ở đây dự án của nó nhé. Bấm thích này. Sau đấy là retweet này với comment nhé. Thì dẫn tweet này. Sau đấy gắn cái hashtag này vào cho mình nhé. Rồi xem có gắn thẻ tan không. Không cần gắn thẻ bạn bè đâu. Bấm tweet luôn này. Rồi ok. Đồng thời mọi người có thể comment dưới này cho mình nhé. Bấm vào đây comment cũng được này. Sau đấy gắn hashtag vào. Rồi sau đây bấm trả lời. Rồi ok, bây giờ mọi quay trở lại bot này. Làm nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây mọi follow kênh Twitter, like và retweet là kênh liên kết này. Mở kênh liên kết cho mình nhé. Kéo lên kênh liên kết của nó ta. Đây, mọi người sẽ quay trở lại này. Bấm vào chữ tweet nhé, bấm vào chữ tweet này. Rồi. Ở đây mọi người sẽ bấm thích này. Sau đấy là retweet lại này. Trích chấn tweet này, copy username của kênh liên kết nhé, sau đấy gửi vào đây. Ok, bấm gửi này, rồi, quay trở lại bot tiếp tục này. Ở dòng này nó bảo mọi người sẽ join vào kênh group và kênh channel của nó này. Ở đây mình đã join rồi. Rồi, đã join rồi. Tiếp theo, subscribe kênh YouTube thì mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube của nó nhé. Sau đấy là join vào hai kênh channel và kênh group của dự án này. Bấm tham gia cho mình. Rồi quay trở lại. Bấm vào kênh group. Tham gia. Ok. Bây giờ mình bấm check cho mình. Rồi. Ở đây bấm join Android. Ok. Bấm vào submit. Ok. Nhập username tài khoản Twitter, Telegram mọi người vào. Rồi, ở đây mọi người sẽ copy profile link kênh Twitter của mọi người đó, sau đấy dán vào đây. Rồi, địa chỉ ví, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở trên ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask. Rồi, sau đấy copy địa chỉ ví cho mình nè, sao chép này, sao cho địa chỉ ví này, ok. À, mình xin lưu ý với mọi người, mình xin nhắc lại là có cái con token Blader token này nhá, nhận 1000 token PLD này, con này scam rồi nhá. Mọi người không nên xóa contract con này đi, không nên swap dưới mọi hình thức nhá. Đấy. Ok, bây giờ quay trở ví lại, bỏ địa chỉ ví vào đây này. Rồi, ok. Ở đây mọi người nó hỏi mọi người đã join vào kênh channel và kênh group và kênh YouTube của dự án chưa thì bấm vào đôn này. Rồi. Copy link cái link này thì bây giờ mọi người sẽ vào tài khoản Twitter này, sau đấy vào phần avatar này, vào phần hồ sơ, tiếp đến mọi người kéo xuống dưới này, bấm sao chép cho mình cái link này nhé. Ở đây này, cái phần crypto tao này, bấm copy cho mình sao chép này. Ok, quay trở lại đây, gửi link vào đây. Rồi, nhiệm vụ cuối cùng là mọi người sẽ bấm check số dư thôi. Ở đây mọi người sẽ có link web, mọi người chia sẻ bạn bè và người thân luôn nhé. Và bấm một withdraw thì nó sẽ cho mọi người rút tiền vào ngày 14 tháng 8 mọi người nhé. Đấy. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án ASIC Cash, dự án Row 2 mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.